Mặc dù Sở Văn hóa Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định tạm ngưng triển lãm Sự bí ẩn đặc biệt của cơ thể người vì một số sai phạm, nhưng theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên, vào sáng 7 tháng 7, có khá nhiều khách tham quan vẫn tìm đến với triển lãm này. Các nhân viên túc trực tại phòng vé chỉ giải thích rằng triển lãm đang tạm ngừng để điều chỉnh một số nội dung và sẽ mở cửa lại sau vài ngày, đồng thời hướng dẫn khách đăng ký vào danh sách được tham quan miễn phí sau khi hoạt động trở lại. Thời gian qua, triển lãm Sự bí ẩn của cơ thể người với việc trưng bày những xác người thật được nhựa hóa đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận khi một số ý kiến cho rằng triển lãm không phù hợp với văn hóa Việt Nam, nguồn gốc các mẫu vật không rõ ràng. Triển lãm này nó thật ra đối với mình thì nó không có hề nhạy cảm như là nhiều người từng nói phát biểu trên TV rồi báo đài, thì mình thấy là cái triển lãm này nó rất tốt cho việc tìm hiểu về cơ thể con người, về các kiến thức về y sinh học. Tại vì cô nghe ở trên báo chí, trên đài, trên mạng á, thì có nói về cái cuộc triển lãm này, thì cô cũng muốn hai bạn này tìm hiểu về cơ thể con người cho nó rõ ràng á, rồi cho hai bạn học, vì hai bạn cũng là sinh viên này á. Tôi đã coi cái show này cũng cỡ hơn 10 năm trước ở Singapore rồi. Một cái show rất là hoành tráng và được công chúng họ cũng tiếp nhận rất là nhiều. Thì thực sự ở đây là cái show đầu tiên ở Việt Nam, nữ với thằng bé con nhà mình cũng hè, mà nó cũng rất là thích về khoa học, tìm hiểu cơ thể, thì đây là một cái cách thức mà để mọi người mở mang được cái thông tin thôi. Không, mình không sợ. Mình đối với mình thì những cái này nó bình thường. Cô cũng biết là chuyện đó là cơ thể thật, nhưng mà cô không sợ, mà hai bạn cũng không sợ. Thấy ghê quá à. Cô chưa coi đằng nào ấy, cô nghe nói à. Tại cũng hơi sợ, tại cũng tò mò nhưng mà cũng hơi sợ, nên cũng sợ tối về ngủ không được. Con là học sinh chuyên sinh học thì là con rất là thích đi coi cái này. Xong chương trình con cũng là đi vô coi cho biết. Không, tại vì cái nào lạ thì mình phải lên coi để cho mình học hỏi. Nhưng mà cũng phải vô coi để cho mình trải nghiệm coi mình biết cơ thể con người mình như thế nào rồi đó. Con thấy là cái chuyện mà mình gọi là mình kỳ thị những cái triển lãm thì nó không có đúng, tại vì là đối với những người nghiên cứu khoa học thì đây là một cái cơ hội cho người ta trải nghiệm và nhìn thấy thấu hiểu cái cơ thể của con người mình.